Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự về xu hướng của thị trường quà tặng cho sức khỏe trong dịp Tết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thế nhưng trước tiên là những tin tức về thị trường mà chúng tôi mới cập nhật. Dịch bệnh quay trở lại với những diễn biến phức tạp, nhưng khác với các lần trước, người dân đã bình tĩnh hơn, không còn xu hướng tích trữ lương thực và đồ dùng thiết yếu. Qua khảo sát, giá cả các mặt hàng trên thị trường vẫn ở mức ổn định, nhiều mặt hàng lại có dấu hiệu hạ nhiệt hơn để kích cầu. Khẩu trang và nước sát khuẩn cũng không còn cháy hàng như trước đây. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải với số lượng lớn, đảm bảo nguồn cung ứng phục vụ thị trường. Mẫu mã đa dạng, trang trí đẹp mắt, các sản phẩm được đóng gói trong giỏ quà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhưng giá thành lại hạ nhiệt hơn so với mọi năm. Đó là xu hướng chung của thị trường giỏ quà Tết năm nay. Với mức giá từ 270.000 đồng một giỏ, người dân vẫn có thể lựa chọn được giỏ quà vừa ý với đủ loại bánh kẹo, trà, rượu. Nếu như nhu cầu cao hơn, khách hàng cũng sẽ có nhiều lựa chọn với các giỏ quà có giá từ 500.000 đồng trở lên. Ngoài các giỏ quà bánh kẹo thường thấy, thì các giỏ hoa quả tươi để tặng năm nay cũng có mức giá dễ chịu hơn mọi năm để phù hợp với kinh tế của người dân mùa Covid. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 44/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi đổi tiền lẻ trái quy định của pháp luật. Theo pháp luật hiện hành, hoạt động đổi tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch là hành vi trái pháp luật. Cụ thể, điểm A khoản 5 điều 30 Nghị định 96/2014/NĐ-CP có nêu phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Mức phạt này áp dụng cho các cá nhân vi phạm, tổ chức vi phạm bị phạt gấp 2 lần. Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết ai cũng muốn dành tặng những người thân yêu của gia đình mình những món quà biếu quà tặng thật ý nghĩa, và xu hướng các món quà cho sức khỏe lại ngày càng được nhiều người lựa chọn. Tết năm nay, ngoài các quà biếu quen thuộc như gạo nếp, đỗ xanh, Bác Khánh, chị Ngợi và những người dân này đã có thêm nhiều sự lựa chọn về quà biếu cho người thân với các sản phẩm được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo của một đơn vị sản xuất gần nhà. Đây có cả các cái loại bánh thuộc về đông trùng hạ thảo, rất thật tiện. Người cao tuổi rồi ít tuổi cũng dùng được cái loại này để về làm quà Tết cho các cụ già, các bác trung tuổi để dùng cho nó phù hợp. Mình muốn coi như là tặng tất cả những người thân của mình một loại bánh bích quy có đông trùng hạ thảo. Tết là mình muốn mong biếu bố mình một nọ bổ não. Từ lâu, đông trùng hạ thảo được sử dụng như thảo dược quý trong y học cổ truyền nhưng khá hiếm nên giá thành rất cao. Ông Nguyễn Phúc Hưng, một người đã dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm này tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, nên đông trùng hạ thảo giờ đây không còn là thứ quà quá xa xỉ với người dân nơi đây. Chúng tôi nuôi trồng đông trùng hạ thảo là hoàn toàn hữu cơ. Cái nguyên liệu là gồm có gạo lứt này, nước dừa, khoai tây, thế với lại con nhộng tằm. Còn cái giống đông trùng hạ thảo thì hiện nay chúng tôi nhập của Nhật Bản. Đông trùng hạ thảo có hai cái hoạt chất sinh học rất là quý hiếm, đấy là quercetin và adenosine, có 17 axit amin, đấy 20 các loại vitamin và khoáng chất nữa, rồi các nguyên tố vi lượng, có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các khối u, đấy, chống lại các virus vi khuẩn gây bệnh. Thế mà trong cái mùa dịch bệnh như thế này thì dùng đông trùng hạ thảo rất là tốt. Từ đông trùng hạ thảo có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm khá tiện dụng như bánh quy, các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đông trùng hạ thảo khô, tươi. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nhắc đến đông trùng hạ thảo thì mọi người thường nghĩ ngay đến đó là một thứ quà vô cùng xa xỉ mà chỉ các bậc vua chúa hoặc là những người giàu có thì mới có cơ hội được sử dụng. Thế nhưng ngày hôm nay khi mà các doanh nghiệp trong nước đã nuôi cấy thành công, đã sản xuất được rồi thì người dân có rất nhiều sự lựa chọn với những sản phẩm được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo. Và với rất là nhiều sản phẩm, có những sản phẩm có giá thành chỉ từ hàng trăm nghìn đồng và cũng có những sản phẩm có giá thành cao hơn một chút, thì có rất nhiều lựa chọn để làm quà biếu trong dịp Tết và nó cũng phù hợp với xu hướng là quà biếu thiên về sức khỏe trong dịp Tết năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.